27. Minh Nguyệt, cô ăn chút gì đi. Xương thơm giòn. Món xương thơm giòn này do chính tay nhị thúc nhà chúng tôi làm đó. Thúc ấy kêu tôi mang tới cho cô ăn. Nhị thúc còn kêu tôi nói với cô, bây giờ điều duy nhất có thể cứu cô chính là đem chuyện xảy ra ở khách điếm hôm đó kể hết với thúc ấy. Quế tỷ, tỷ nói với huynh ấy giùm tôi là hảo ý của huynh ấy tôi xin nhận. Minh Nguyệt, cô đừng như vậy có được không? Minh Nguyệt, trước đây tôi cũng giống như cô bây giờ vậy. Cô không biết đâu, một người phụ nữ vừa lo gia đình vừa nuôi dưỡng con cái, cay đắng trăm bề, ngoài bản thân mình không ai biết được nỗi khổ này. Nếu như năm đó bản thân tôi không cứng lòng như vậy, nếu như tôi có thể tìm được một người có thể giúp được tôi, thằng Nam nhà chúng tôi nó không chừng đã lấy chồng lâu rồi. Bây giờ tôi đã như vậy rồi, nói mấy chuyện này còn có ích gì nữa. Minh Nguyệt, cô hãy nghe tôi nói hết lời đã. Tôi biết là nhị thúc nhà chúng tôi, thúc ấy thật tình rất thích cô. Trước đây tôi cũng định phản đối hai người, vì tôi không thích nhìn nhị thúc nhà chúng tôi cứ ở bên cạnh cô. Nhưng mà nhìn thấy nhị thúc sa sút tinh thần vì cô, nhìn bộ dạng của cô bây giờ đây, tôi lại cứ cảm thấy nếu như bây giờ tôi không cho hai người gặp mặt nhau, lỡ như có chuyện gì xảy ra thật thì tôi sẽ hối hận không kịp. Tôi chỉ là một người bị chồng bỏ, vốn không đáng để có được hạnh phúc đó đâu. Huống hồ bây giờ tôi còn là một tội phạm sắp chết, tôi không muốn liên lụy huynh ấy, tôi hiểu không? Minh Nguyệt, rõ ràng cô biết thời gian không còn nhiều, vậy cô càng nên gặp mặt nhị thúc chúng tôi một lần đi. Chính vì tôi thật sự thích huynh ấy cho nên tôi mới không gặp huynh ấy. Tôi không muốn huynh ấy thất vọng. Huynh ấy đã đau khổ vì mất thê tử một lần rồi, tôi không nỡ khiến huynh ấy một lần nữa lại trải qua cảm giác mất đi người yêu. Nếu đã như vậy thì tôi được gặp còn hơn. Quý tỷ, hãy hứa với tôi giúp tôi giữ kín bí mật này, đừng nói cho huynh ấy biết. Giúp tôi giữ kín bí mật này đi. Bé Lạc, con làm gì vậy? Không vui sao? Cha chơi đá bóng với con chịu không? Con không chơi. Vậy cha dẫn con đi ăn mì viên chịu không? Con không ăn. Bé Lạc, vậy con nói cho cha biết con muốn gì nè. Con muốn đi gặp mẹ. Bé Lạc, không phải cha đã nói với con rồi sao? Giờ mẹ con đang làm việc ở Khai Phong Phủ, không gặp được đâu. Không, con muốn gặp mẹ, con muốn đi gặp mẹ. Bé Lạc, đừng ồn, ồn nữa cha sẽ đánh con đó. Bé Lạc. Bí đã mập. Cha con không chịu dẫn con đi gặp mẹ đó. Nếu như bé Lạc ngoan ngoãn á, Thúc sẽ dẫn con đi gặp mẹ, có chịu không? Thúc sẽ dẫn con đi gặp mẹ thiệt hả? Nếu con ngoan ngoãn nghe Thúc. Thúc bá, dẫn bé Lạc ra ngoài trước đi. Dạ. Bé Lạc, đi rồi. Thúc hứa dẫn con đi gặp mẹ rồi đó nha. Ừ. Hôm nay tôi tới đây là vì muốn giúp Minh Nguyệt xem thử có thêm chứng cứ gì mới không, có thể giúp cô trấn an. Nên tôi có mấy chuyện cần hỏi huynh. Minh Nguyệt là thê tử của tôi, muốn cứu cũng là tôi cứu. Đừng có nhiều chuyện quá. Tôi mà nhiều chuyện sao? Mấy ngày nữa Minh Nguyệt đã bị chém đầu rồi, huynh không lo lắng mà ở đây làm gì? Đợi cái gì? Đợi thấy Minh Nguyệt chết sao?
Vậy thì đã sao? Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, tôi còn thay đổi được gì nữa chứ? Huynh ngồi đây đương nhiên không giúp gì được rồi. Tôi nói huynh biết, huynh không giúp thì tôi giúp, huynh không giúp cổ thì tôi giúp. Đủ rồi, huynh đừng có ở đây giả làm người tốt để có thể chia rẽ tôi với Minh Nguyệt. Tôi nói cho huynh biết, Minh Nguyệt sống cũng là người của Chung gia tôi, chết cũng là ma của Chung gia tôi, không liên quan tới huynh. Hơn nữa, ai mà biết được có phải huynh yêu không thành quay lại hại cổ không? Huynh nói gì vậy? Là bản thân huynh làm chuyện dơ bẩn, bây giờ lại đổ cho tôi. Tôi còn chưa trách huynh mà. Nếu như không phải huynh á, Minh Nguyệt có rơi vào bước đường này không? Trước đây chính vì huynh lăng nhăng này nọ, hại cổ có chồng cũng như không. Giờ còn dẫn người khác giúp cái bụng to về, hại Minh Nguyệt bị tống giam oan uổng. Huynh làm trưởng phố cái kiểu gì vậy? Hả? Rồi sao? Định đánh tôi hả? Đúng đó. Nếu như không phải tay của tôi á, tôi đúng là muốn đánh chết huynh ngay bây giờ. Tới đi, đánh thử cho tôi coi, huynh có tin là tôi đi báo quan không? Có tin là tôi kiện huynh giết người phóng hỏa cướp con của tôi không? Huynh thử cho tôi coi, huynh giỏi lắm mà. Huynh ngang ngược quá, lời như vậy mà cũng nói ra được. Phúc bá, tiễn khách. Âu Dương tiên sinh, mời. Tôi nói huynh biết, tôi không để Minh Nguyệt bị gì đâu. Chuyện của cổ tôi sẽ lo, chuyện của cổ chính là chuyện của tôi. Bé Lạc, ăn cơm thôi. Chà, bé Lạc luyện chữ sao? Con viết đẹp thiệt. Bé Lạc ngoan nha. Nè, chúng ta ăn cơm. Cha, con muốn gặp mẹ. Bé Lạc, cha đã nói với con rồi, mẹ bận việc sẽ sớm về nhà thôi. Trong thời gian này hãy nghe lời cha. Nè, chúng ta ăn cơm thôi. Cha gạt con, từ trước đến giờ mẹ đâu có xa con như vậy. Con không nghe lời cha đánh con đó. Nè, cha đút cơm cho con chịu không? Con không ăn, cha thật là đáng ghét. Nếu như là bí đau mập, Thúc ấy sẽ dẫn con đi tìm mẹ rồi. Bí đau mập, lại là bí đau mập đó. Con không cần ở với cha nữa, con cần mẹ, con cần bí đau mập, con cần bí đau mập. Con... cắm miệng. Cha là người xấu, cha không cho con đi gặp mẹ, con tự đi tìm mẹ của con. Tìm gì mà tìm, cho con tìm. Con nhớ cho kỹ cho cha, con là con trai của cha, không được đi đâu hết, không được nhắc tới bí đau mập gì đó, còn ngoan ngoãn ở đây cho cha. Con muốn gặp mẹ. Phúc bá, ông coi chừng thằng bé cẩn thận. Tôi chưa cho phép không được cho nó ra ngoài. Dạ. Tử Lạc, dậy ăn cơm đi con. Tử Lạc à. Nè, Tử Lạc, ngoan, ngồi dậy ăn cơm đi con. Nè. Phúc báo, con nhớ mẹ con lắm. Ông dẫn con đi tìm mẹ có được không? Mẹ của con bận việc ở bên ngoài, Tử Lạc phải biết nghe lời chứ. Đừng để mẹ của con lo lắng, được không? Nè, ăn cơm đi. Phúc bá làm nhiều món con thích lắm nè. Nhìn nè. Lại đây. Nhìn nè, món này là bánh ngọt con thích ăn, bán ở cửa tiệm trước miếu đó. Còn đây là cơm trắng, cá chua ngọt con thích ăn nè. Được rồi, còn có dưa gan muối nữa. Tử Lạc thiếu gia à, chạy đi đâu vậy? Thiếu gia chạy đi đâu vậy? Thiếu gia. Nhị Thúc, Thúc xem Thúc uống như vậy hoài, uống vậy có thể cứu người được không? Đệ mà không uống, Minh Nguyệt có chịu gặp đệ có không bị sao hay không? Âu Dương Trạng Sư à. Ủa, trễ rồi, ông tới đây có chuyện gì? Trời ơi, Âu Dương Trạng Sư, Tử Lạc đi mất rồi. Hả? Sao lại như vậy? Tử Lạc đi mất rồi. Sao lại vậy chứ? Tử Lạc cứ khóc đòi gặp phu nhân, còn nói là muốn gặp Âu Dương Trạng Sư, nhưng lão già lại không cho cậu ấy gặp, còn nhốt cậu ấy lại nữa. Lý nào là vậy? Cái tên họ Chung này đối xử Tử Lạc như vậy, rồi sau đó làm sao? Sau đó Tử Lạc nhân lúc tôi dọn cơm không để ý lén chạy ra ngoài, lúc tôi chạy ra ngoài tìm thì nó đã đi đâu mất rồi.
Trời ơi, giờ cũng đã tối rồi, không biết cậu ấy đã chạy đi đâu nữa. Tôi hết cách rồi, nên đành tới tìm ông Dương Trạng Sư đó. Phúc bác yên tâm đi, tôi sẽ đem được Tử Lạc về. Ông về nhà trước đi. Được, được, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Quý tỷ, để đi đây. Đại ca, 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 đại ca. Đại ca, đại ca, khuya rồi còn chạy tới đây làm gì? Mẹ, con muốn gặp mẹ, biết đâu mà.